Quý vị thân mến, chúng ta ngày càng bỏ công dốc sức vì con cái, nhưng 10 đứa con thì đến 9 đứa lại cho rằng công sức của chúng ta không đáng giá. Quý vị đã bao giờ nghĩ tại sao chúng lại không cảm nhận được lòng tốt của cha mẹ mà cứ luôn đòi hỏi này nọ từ cha mẹ hay chưa? Có thể nói, bi kịch lớn nhất của cha mẹ không gì lớn bằng đã bỏ hết công sức tâm huyết cho con cái mà lại không nuôi dưỡng con thành người biết cảm ơn. Vào dịp Tết, một bà mẹ thổ lộ nỗi thống khổ trong nhóm bạn bè. Ăn Tết mừng tuổi cho con gái 1 triệu, không ngờ nó chơi ít, không vui. Lại còn nói rằng, năm ngoái cũng như thế này, năm nay cũng như thế này, bạn bè đứa nào cũng được mừng tuổi 4-5 triệu. Bây giờ nó dỗi tôi, không ăn cơm cũng không lý gì đến tôi nữa. Không ngờ lời thổ lộ của bà mẹ này lại được rất nhiều bậc cha mẹ trong nhóm hưởng ứng. Đều nói trẻ con hiện nay không biết cảm ơn, không biết đến nỗi vất vả và công sức của cha mẹ, chỉ thích so bì, động tí là nổi giận với cha mẹ. Có khi nào hệ quả này lại do chính cách chúng ta đã bao bọc yêu thương con không đúng cách hay không? Rất nhiều cha mẹ yêu thương con quá ư đơn giản, đặt con lên vị trí cao hơn tất cả, làm mọi chuyện cho con cái, giải quyết tất cả các phiền toái giúp con. Khi ăn cơm thì đem bát đũa cho con, đơm cơm cho con, khi con làm bài tập thì cùng con làm từng bài, kiểm tra lỗi. Buổi tối trước khi đi ngủ thì giúp con thu dọn sắp xếp sách vở, chuẩn bị cặp sách. Khi con cái giúp mẹ thì chúng ta lại thường nói, con không cần quản việc nhà, cứ học tốt là được rồi. Khi cha mẹ yêu thương con quá sâu đậm thì con cái sẽ quen với tiếp nhận và đòi hỏi đơn phương, cảm thấy tất cả đều có thể nhẹ nhàng, dễ dàng có được. Thế nên, con cái không biết trân quý, dễ nảy sinh cảm giác hơn người. Càng đặt con cái vào vị trí trung tâm của cuộc sống, bỏ công sức vô điều kiện cho chúng, thì càng dễ khiến con cái tăng cảm giác, nhận mà không biết xấu hổ, sẽ không nuôi dưỡng thành những người con biết cảm ơn. Trên thực tế, cuộc sống của bạn là cuộc sống của bạn, cuộc sống của con cái là cuộc sống của con cái. Không ai có thể lo cho ai mãi được, mong cha mẹ hãy luôn nhớ rằng, giáo dục con biết yêu thương và cho đi mới là điều không thể thiếu được để con cái trưởng thành. Một trường hợp cực đoan kinh động thế giới, đó là vụ án du học sinh giết mẹ ở sân bay. Cậu Vương 24 tuổi, du học ở Nhật 5 năm, chưa bao giờ làm việc gì. Hàng tháng cậu đều đòi mẹ 1.000 đô la tiền sinh hoạt phí và học phí. Mẹ cậu là người mẹ đơn thân, nguồn kinh tế chỉ dựa vào tiền lương của mình bà. Bà nhịn ăn, nhịn mặc, không dám chi tiêu từng đồng để dành tiền cho con ăn học. Còn cậu con trai thì sao? Không những không hiểu nổi vất vả cực nhọc của mẹ, giảm gánh nặng cho mẹ, trái lại chỉ biết không ngừng đòi hỏi. Hôm đó, cậu vẫn như mọi khi đòi mẹ tiền, bà mẹ chạy vậy khắp nơi vay mượn bấy lâu, đến nay không kiếm đâu ra nữa. Cậu tức giận mất kiểm soát, đâm liền 9 nhát dao lên người mẹ ở ngay sân bay. Chúng ta yêu thương con nhưng cũng nhất định phải dạy con cái biết yêu thương. Nếu không thì sẽ chỉ diễn biến thành cha mẹ cam tâm tình nguyện bỏ hết công sức cho con. Cuối cùng đổi lại, con cái chỉ biết một mực đòi hỏi, không biết cảm ơn, không có chí tiến thủ, sống một đời thất bại. Có câu cổ ngữ, người biết cảm ơn thì thượng thiên sẽ đem lại càng nhiều hạnh phúc hơn cho họ. Bởi vì đồng thời với lúc họ cảm ơn thì họ cũng sẽ cảm nhận được ý nghĩa đích thực của hạnh phúc. Người con biết cảm ơn sẽ không bao giờ tự coi mình là trung tâm. Chúng sẽ cảm nhận được sự khó nhọc của người khác, biết cảm thông và bao dung, tâm thái càng thêm bình hòa và lạc quan. Quan hệ xã hội cũng càng ngày càng tốt đẹp hơn. Còn người con không biết cảm ơn, chỉ biết tự tư đòi hỏi, tầm nhìn hạn hẹp, thích so đo tính toán, luôn cảm thấy bất mãn và thất vọng với cuộc sống, với người và sự vật xung quanh. Cũng giống như trong cuộc sống, đối với một số người bạn, mặc dù 10 việc bạn đã làm tốt 9, chỉ còn một việc không được như ý họ, họ liền chỉ nhớ đến việc này, nhớ đến cái xấu của bạn mà quên đi tất cả mọi điều tốt đẹp trước đó của bạn. Thậm chí còn trở mặt với bạn. Thế nên, cần để con cái học cách cảm ơn, để chúng biết đối diện với thế giới này bằng trái tim cảm kích, học cách yêu thương người khác. Đó không phải vì cha mẹ tự tư, mà là tầm nhìn xa trông rộng cho cuộc sống tương lai của con cái. Nuôi dạy con không phải là để con hưởng thụ an nhàn, mà là thông qua hành vi của chúng ta dạy bảo giáo dục chúng biết yêu thương và cảm ơn, không được chỉ biết đòi hỏi. Lại có một câu chuyện khác kể rằng, một cặp vợ chồng có hai cô con gái sinh đôi 10 tuổi. Khi hai đứa trẻ nói muốn có thú nuôi trong nhà,
người cha đề nghị hai con trước tiên phải lập ra kế hoạch nuôi dưỡng con vật, bao gồm đi đến nhà ai xin, mua và đường đi như thế nào, thủ tục xin ra sao, ai phụ trách vệ sinh, ai phụ trách cho chúng ăn, cho uống. Sau đó, hai đứa trẻ tự mình đi xe buýt đến nhà người quen xin một con chó con. Mấy năm nay, chú chó cưng đều do hai đứa trẻ chăm sóc, chưa bao giờ phiền đến cha mẹ. Chúng thể hiện ra rất có tinh thần trách nhiệm. Người cha bày tỏ, ông không muốn con cái hình thành thói quen hứng thú nhất thời, sau đó đùn đẩy cho cha mẹ xử lý. Nuôi dạy con cái không phải là tiết kiệm tiền, cũng không phải là dốc hết tất cả ra để đem lại cho con cái hưởng thụ dễ chịu. Nuôi dạy con cái chính là thông qua hành vi và sự dạy bảo của chúng ta bồi dưỡng cho con nhân cách kiện toàn, có phẩm chất và ý chí kiên cường, dạy cho con cái biết yêu thương và cảm ơn, không được chỉ biết đòi hỏi. Là cha mẹ yêu con, tốt nhất là buông tay đúng lúc. Nhà tâm lý học lâm sàng Mỹ là Wendy Mowell đã từng nói, nếu cha mẹ dốc toàn lực ra để con cái không phải trải qua khó nhọc, thì sau khi trưởng thành, chúng hoàn toàn không biết đối diện với những khó khăn khúc mắc thông thường như thế nào. Nói cách khác, chính là cha mẹ đã tước đoạt cơ hội trưởng thành của con cái. Bởi vì con cái đã quen với việc có người che gió che mưa cho chúng, giải quyết tất cả những phiền phức cho chúng. Thế nên khi chúng độc lập đối diện với cuộc sống thì những thiếu sót, khiếm khuyết của chúng sẽ bộc lộ ra. Nuôi dạy con cái không phải là nâng niu chúng trong lòng bàn tay mà phải để chúng học được cách độc lập vững bước. Nhà tâm lý học người Đức là Erikson đã trải qua nghiên cứu phát biểu, trẻ con bắt đầu từ 1 tuổi là sẽ hình thành quan niệm về bản thân, 3 tuổi sẽ bước vào thời kỳ tự trọng, bắt đầu tìm kiếm giá trị bản thân. Trong thời kỳ này, sự giúp đỡ quá mức của cha mẹ sẽ khiến trẻ cảm thấy chúng không có năng lực, từ đó nảy sinh cảm giác thất bại. Cảm giác được yêu cầu và được khẳng định đối với trẻ mà nói là vô cùng quan trọng. Loại cảm giác này sẽ khiến trẻ hình thành cảm nhận giá trị bản thân tốt. Đó là tiền đề và là nguồn động lực để trẻ biết yêu thương, biết cho đi, biết gánh vác trách nhiệm. Mà loại cảm giác này lại đến từ việc độc lập hoàn thành những điều mà khả năng mình có thể làm được hoặc chia tay ra giúp đỡ người khác. Việc trẻ có thể làm được thì hãy để chúng tự làm, chớ vì sợ trẻ ăn cơm rơi vãi mà lựa chọn đút cơm, cũng chớ vì lo trẻ giặt bít tất không sạch mà giúp chúng làm hết. Đừng cảm thấy trẻ đang gây phiền phức, từ xấu đến tốt cần có thời gian, đó cũng là quá trình trẻ ắt phải trải qua để trưởng thành. Làm nhiều thì tự nhiên sẽ làm được tốt. Cha mẹ cũng không cần thể hiện mình tài giỏi. Khi mệt, khi buồn, cần giúp đỡ thì có thể thỉnh thoảng thể hiện ra. Hãy biểu thị cảm thụ chân thực nhất của mình khi ở cùng trẻ, để trẻ có cơ hội quan tâm, chăm sóc người khác, để trẻ thưởng thức cảm giác được người khác cần đến mình. Với trẻ, cần làm được bình đẳng về tâm hồn. Từ tuổi tác đến thân phận, cha mẹ luôn có ưu thế hơn. Bạn nhiều tuổi hơn trẻ, nhiều kinh nghiệm sống hơn nên muốn trẻ nghe lời bạn. Trên thực tế thì trừ những điều này ra, về tầng diện tâm hồn thì bạn và trẻ là bình đẳng, đều là những thể sinh mệnh khát vọng được yêu thương. Và trong khi bạn khát vọng con cái cảm ơn mình, thì bạn cũng nên có một trái tim cảm ơn đối với con cái. Cảm ơn này tuyệt đối không phải là câu khách khí mà chúng ta vẫn nói hàng ngày, mà là cảm động xuất phát từ đáy lòng. Khi trẻ bao dung đối với tính nóng nảy của bạn, khi trẻ an ủi bạn, khi trẻ dành những thứ ngon cho bạn, khi trẻ làm việc nhà cùng bạn, lẽ nào bạn không nên nói lời cảm ơn với trẻ? Do đó, khi bạn đặt mình vào vị trí bình đẳng với con cái, thì bạn sẽ giảm rất nhiều yêu cầu đối với chúng. Ngược lại, bạn còn càng cần cẩn trọng với hành vi và lời nói của chính mình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm lắng nghe và đăng ký kênh. Mến chúc quý vị có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Hãy để lại bình luận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Khánh Linh kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.